Bạn đang xem một hướng dẫn làm mỹ phẩm của Grandpa's Garden TV và hôm nay là một ngày mà bạn sẽ biết cách làm thanh sáp che khuyết điểm. Với thanh che khuyết điểm, yêu cầu về sản phẩm phải là lên màu tốt. Và ở điểm này thì titanium dioxide sẽ tốt hơn nhiều so với kẽm oxit, mặc dù trông chúng có cùng một màu trắng. Đây là phẩm màu da người chỉ có ở Grandpa's Garden. Nó có một màu sắc trung tính, không quá hồng, không quá xanh, để bạn có thể che được các màu sắc khuyết điểm khác nhau. Gần đây tôi bị thích sử dụng cái chày đá này để pha màu. Nó có thể hòa được màu rất nhanh chóng và khiến cho tôi thấy mình đang làm mỹ phẩm theo một cách Á Đông. Thông thường khi làm mỹ phẩm thì tôi hay trộn một chất màu nền lớn hơn lượng cần dùng và sau đó thì tôi sẽ cân lại lượng cần dùng cho một cái mẻ nhỏ. Bây giờ bạn sẽ đổ dầu jojoba vào phẩm màu có được và có thể dùng thìa máy trộn phẩm màu hoặc là chày đá như cách tôi đang làm. Để làm các màu che khuyết điểm khác nhau thì bạn chỉ cần giữ nguyên lượng titanium dioxide và tăng giảm liều lượng của phẩm màu da người. Với việc này, bạn có thể cho ra các sản phẩm che khuyết điểm khác nhau cho các tông màu da khác nhau rồi đấy. Ở một bát khác, bạn sẽ cân cả hai loại sáp và đun trong lò vi sóng đến khi sáp của bạn tan chảy. Nếu nhà bạn không có lò vi sóng thì bạn có thể cho bát sáp của bạn vào đun trong một nồi nước sôi và bạn nhớ bịt kín bát sáp để nước không chảy vào phần sáp của bạn. Bây giờ bạn sẽ đổ sáp và phẩm màu của bạn vào trong một cốc và khuấy kỹ. Ở bước này, bạn có thể thử màu lên tay của bạn xem nó có giống với màu da của bạn không nhé. Cuối cùng sẽ là bước đổ khuôn. Liều lượng trong mẻ này có thể làm được 4 thanh che khuyết điểm.